Thưa quý vị và các đồng chí, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh và tiến hành bàn giao hồ sơ đối tượng và 6.810 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2023, tại cảng vụ đường thủy nội địa số 127C Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tổ tuần tra thuộc trạm kiểm tra giám sát trên sông ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện 15 thùng cắt tông được bọc trong bao ni lông màu đen tại bờ biển gần cảng thủy nội địa. Qua kiểm tra, bên trong có 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Davidoff và 4.810 bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long. Qua điều tra xác minh, đơn vị đã xác định được số thuốc lá điếu trên được lấy xuống từ tàu Jin Honda 16 quốc tịch Sierra Leone thuộc công ty Hysen Shipping Hồng Kông làm chủ. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và logistics Thái Bình Dương, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng làm đại lý. Ngày 25 tháng 10 năm 2023, ông Nguyễn Minh Tiến, thuyền trưởng tàu Zing Honda 16 đến trạm kiểm tra giám sát trên sông, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu trình diện và khai nhận toàn bộ số thuốc lá điếu đều trên là của ông Tiến. Sau khi mua, ông Tiến đã đưa lên tàu Zing Honda 16 khi tàu nhập cảnh vào Vũng Tàu, Việt Nam sẽ đưa toàn bộ số thuốc trên về thành phố Hải Phòng với mục đích để sử dụng. Mở rộng điều tra, đơn vị đã phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh, công an thành phố Dũng Tàu, viện kiểm sát nhân dân thành phố Dũng Tàu tiến hành khám xét tàu. Qua khám xét, lực lượng chức năng không phát hiện thu giữ đồ vật tài liệu gì thêm liên quan đến vụ việc. Hiện bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang phối hợp với công an thành phố Dũng Tàu và viện kiểm sát nhân dân thành phố Dũng Tàu tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.